Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay là ngày thứ sáu, chuẩn bị cuối tuần rồi anh em. Thì hôm nay thì em sẽ làm một cái chương trình Black Sale. Đó, thì sẽ có xoay quanh những cái con máy phân pin, rồi máy bu lông, máy chuyên vít của Desktop ha. Thì cái chương trình này em sẽ áp dụng từ hôm nay cho đến hết ngày Chủ nhật tuần này ha. Đó, tức là sẽ có 3 ngày nha anh em, thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật. Nên là anh em nào mà thấy cái giá hợp lý thì anh em có thể chốt trong cái khoảng thời gian này. Đó, để cho mình được ưu đãi nhiều hơn ha. Còn ví dụ như khi mà hết chương trình đó thì anh em cái giá nó sẽ thay đổi một chút xíu, nó sẽ vào tùy vào cái thời điểm. Thì như anh em cũng biết rồi, giá Desktop thì nó sẽ bên hãng họ sẽ có những cái chương trình khuyến mãi khác nhau, thì tùy vào cái từng cái giai đoạn và tùy vào từng thời điểm mà cái giá nó cũng sẽ có cái sự thay đổi chút xíu nha anh em. Rồi, với lại trước khi đi vào cái chương trình Black Sale ngày hôm nay á, thì em có một số cái thông tin nhỏ nhỏ muốn chia sẻ tới anh em ha. Thì có rất nhiều anh em khi mà liên hệ mua hàng thì anh em hỏi vấn đề đó là hàng Desktop nó có chính hãng hay không. Đó, thì về cái vấn đề mà hàng chính hãng của Desktop hay không á, thì anh em yên tâm ha. Tại vì hiện tại á, trên thị trường thì chưa có cái hàng Desktop là chưa có hàng giả, hàng nhái nha anh em. Nên là khi anh em nhận được những cái sản phẩm này chắc chắn 100% là hàng chính hãng, kể cả bên em bán hoặc là những cái đại lý khác bán. Đó, Desktop là 100% là hàng chính hãng nha, sẽ không có hàng nhái đâu, chưa có hàng nhái ha. Khi nào mà có hàng nhái thì chắc là em sẽ thông báo cho anh em hoặc là sẽ cập nhật để cho anh em có cái sự cảnh giác ha. Còn hiện tại là đang 100% là hàng chính hãng hết, kể cả là những cái đại lý nào khác đang bán. Đó, thì nó chỉ khác nhau ở cái vấn đề mà khi anh em mua ở bên chỗ em hoặc là những đại lý khác, đó là về cái việc hỗ trợ hậu mãi sau bán hàng. Ví dụ như tất cả các anh em mua hàng bên chỗ Dụng Cụ Hình Gia bên em á, thì em sẽ đều hỗ trợ 100% các cái vấn đề liên quan tới bảo hành hoặc là lưu giữ thông tin. Đó, ví dụ như có nhiều anh em mua hàng xong rồi làm mất phí bảo hành thì anh em cũng có gọi lại, thì em cũng sẽ tra những cái thông tin của anh em ngày về ngày mua hàng này kia mọi thứ, thì để em hỗ trợ về cái phần bảo hành cho anh em. Rồi, thêm một cái vấn đề thứ hai nữa là có một số anh em á, thì khi mà mua hàng thì có yêu cầu cái hàng đó là phải nguyên siêu, nguyên đai nguyên kiện. Thì em cũng xin nói rõ luôn, đó là về cái hàng của Desktop á, sẽ có một số mã ha, một số mã nó sẽ có là hàng nguyên đai nguyên kiện. Tức là ví dụ như những cái con 1385 nè, con bu lông 550, bu lông 850 màu xám. Đó, tức là sẽ có một số con nó sẽ có cái siêu. Còn lại đa số là nó đều sẽ không có siêu nha anh em. Đa số là nó không có siêu ha. Ví dụ như con bu lông gốc này làm gì mà có siêu mà anh em đòi siêu, hoặc là cái con 380 bu lông 380 plus chắc chắn là không có siêu rồi. Trước giờ anh em mua nhiều thì anh em sẽ biết ha. Hoặc là cái con chuyên vít 250 NCB này nè, cũng không, trước giờ là không có siêu nha. Đó, nên là anh em lưu ý ha, thì những cái nào á thì nó là thuộc về cái phạm trù chung rồi, thì anh em có đòi hỏi thì em cũng sẽ không đáp ứng được. Tại vì giống như anh em kêu là phải gửi cho anh em cái con chuyên vít 250 NCB phải còn nguyên siêu, có dán siêu của hãng, thì cái này báo tay không thể nào gửi được anh em. Tại vì bên hãng họ có sản xuất ra cái con nguyên siêu đâu mà gửi à, nên là cái em cam kết được với anh em đó là tất cả hàng bên em gửi đi đến cho anh em á, thứ nhất là hàng nó phải là mới ha, hàng đó là phải là hàng mới 100%, chưa có qua sử dụng gì hết đó. Rồi những cái hàng nào mà nó đã khui siêu rồi á, thì em sẽ có kiểm tra ha. Tức là kiểm tra ở đây nghĩa là sao, gắm pin vào bấm nó có chạy hay không, kiểm tra các cái chức năng đèn, rồi chức năng các cái số nó có hoạt động ổn định hay không ha. Thì đó là cái mà em kiểm tra, chứ không phải là cái máy mà đem đi test bắn cục rồi đem bán cho anh em đâu. Những cái máy nào mà test thì em có đăng những cái video bán thanh lý hết à, còn những cái nào mà hàng mới thì em sẽ bán hàng mới, nên là anh em yên tâm khi mà mua hàng. Còn ví dụ như những cái máy mà em thấy nó đẹp quá đó, nó đẹp quá đi, em không có nở khui siêu á, thì em sẽ ship cho anh em nguyên siêu. Ví dụ như con thường, con bu lông 550 hoặc là bu lông 850 hoặc là con 1385, thì những con đó thì em sẽ gửi cho anh em là nguyên siêu ha. Nhưng mà cũng có một số trường hợp đó là khi mà hãng giao tới em nó cũng không còn siêu nữa anh em. Đó, tức là em có hỏi thì bên hãng có nói là tháo ra để bỏ thêm phiếu bảo hành hoặc là bỏ thêm những cái phụ kiện vào đó. Nên là khi mà anh em nhận được máy thì anh em đòi hỏi nguyên siêu thì cũng rất là khó ha. Nên là cái này thì anh em cũng thông cảm giùm. Đó, cái này là hoàn toàn em gửi là hàng mới hết. Đó, nên là không phải là em hàng đem đi test hoặc là đi sử dụng rồi bán cho anh em hàng cũ đâu. Không vì một hai cái máy mà làm mất đi cái uy tín nha anh em. Rồi hoặc là có một anh ảnh có phản ánh là ảnh mua cái con chuyên vít này nè, có cái dấu gắn pin ha, có cái dấu trầy ở dưới chân pin, thì em cũng không biết là cái dấu trầy này nó xuất hiện ở đâu luôn. Có thể là một số cái máy là khi mà bên hãng họ sản xuất ra thì họ cũng có thể test trước ha, nhưng mà gắn pin vào nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là một vài cái đường nó trầy nho nhỏ, thì cái này cũng có thể là bên hãng họ test chứ không phải là bên em test đâu.
có thể là nhiều cái em về á, em để bên hãng giao xong cái em kiểm tra ngoại quan xong lại em gửi đi cho anh em thôi, chứ em không có kể kiểm tra đi soi từng cái chân pin coi nó có bị chày chỗ nào hay không, rồi nếu mà bị chày thì bắt hãng nó phải đổi lại ABC này kia, tức là nó có nhiều vấn đề lắm nha anh em. À, nên là anh em đòi hỏi cái gì nó thì cũng ở mức giới hạn ha, chứ còn mà nó quá giới hạn thì cái này em không phục vụ được, và có thể là em sẽ xin phép được từ chối phục vụ. Hoặc là anh em nào mà thấy ok mua hàng mà thiếu tin tưởng á, thì anh em có thể tới ngay trực tiếp cái địa chỉ cửa hàng, anh em có thể lấy kiểm tra hết tất cả các máy. Anh em thấy cái máy nào ok, đối với anh em thấy là nó ok, nó chưa có xài hay gì đó thì anh em có thể là mua ha. Đó, cái này là những cái em chia sẻ, tại vì bữa giờ cũng có gặp một số cái trường hợp, thấy anh em cũng có một số anh á, thì ảnh hơi gọi là thiếu cái niềm tin mua hàng hay sao đó, nên là mấy ảnh hay đặt một số cái vấn đề giống vậy, thì em chia sẻ để cho nó rõ một xíu ha. Đó, còn về tất cả các vấn đề mà về hậu mãi ABC này kia thì em đảm bảo là em sẽ hỗ trợ hết mình cho anh em ha. Nếu mà xảy ra trục trặc về vấn đề bảo hành hay gì đó thì em sẽ hỗ trợ. Xích vô trong kia xíu mày, em quay xích vô trong xíu chị ngồi đó. Rồi ok. Rồi bây giờ nãy giờ mất thời gian quá, bây giờ sẽ đi vào cái chi tiết cái buổi bắt xe hôm nay ha. Thì hôm nay em sẽ chia ra một số cái mảng, ví dụ như về cái khoang trước đi, lên chi tiết từng cái để cho anh em có thể là dễ theo dõi nha. Rồi đầu tiên là cái khoang thì hiện tại em có cái mã con 1385 ha, 1385 Pro. Đó, M21KB 1385 Pro. Thì hiện tại là con này á, nó có 4 màu nha anh em, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu xám ha. Xanh vàng đỏ xám, anh em muốn lấy màu nào cũng được, nhưng mà hiện tại thì cửa hàng em vẫn đang ưu tiên ha, ưu tiên là màu xanh và màu xám, tại vì hai cái màu này nó rất là đẹp. Đặc biệt là màu xám là cái phiên bản mà nó cái lô hàng mới về gần nhất ha, mới về gần nhất thì cái thiết kế của nó, thiết kế hộp của nó sẽ khác một xíu so với những cái phiên bản trước, tức là thay vì ở trong này nó là cái hộp bằng mút ha, thì ở đây nó làm cái bằng nhựa luôn nè. Đó, còn thật ra về cấu tạo máy, chức năng đồ mọi thứ thì nó y chang, nó không có khác gì hết nha anh em. Đó, ở đây em có nói rõ là nó chỉ khác cái chỗ mà cái quy cách đóng gói hộp thôi, là riêng con màu xám này là cái lô mới nhất nó mới về. Còn đối với cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ thì là cái đóng gói của nó đóng gói bằng mút xốp nha anh em, nó chỉ khác phần đóng gói thôi, còn lại là như nhau nha anh em. Các chức năng ha, thì con này con khoan ba chức năng, thì có thể nói con 1385 này là nếu anh em nào mà sử dụng gia đình đó, thì anh em có thể là sử dụng con này nó cũng rất là ok nha, rất là ok, một trong những con mà gọi là quốc dân trong giai đoạn tháng 9 tới tháng 11 ha, con này bán rất là nhiều nè, và hiện tại là nó đang dần quay trở lại, tại vì cái màu xám nó quay trở lại nè. Cái thứ hai là cái mức giá đang được ưu đãi khá là nhiều ha. Rồi con này lực xiết của nó là 85 niêu, có chức năng anti kickback nè, chức năng chỉnh đèn nè, eco turbo, rồi ba chức năng đây. Motor rất led luôn, đầu nó là 13 ly auto lock. Thì con này lực của nó là 85 niêu nha anh em. Rồi anh em nào mà em sẽ hỗ trợ cái giá đặc biệt cho anh em ha, giá bình thường của nó là 1.190.000, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về cái giá là 950.000. Nhưng mà đối với con 1385 này thì em chỉ hỗ trợ được 5 con ha, 5 con với giá là 950.000 thôi. Và anh em có thể lựa chọn màu xám hoặc là màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì cũng được hết. 5 chiếc nha. Rồi 5 chiếc, còn ví dụ như những anh em nào mua từ chiếc thứ 6, thứ 7 đi trở đi á, thì cái giá nó sẽ có tăng lên đôi chút, nên là anh em thông cảm giùm. Tại vì cái số lượng mà em nhập và thường những con này á, đa số là em nhập cái combo nha anh em, em nhập combo từ những cái chương trình của hãng, sau đó thì mỗi anh em sẽ có anh em là lấy theo chương trình combo, hoặc là có anh em mà chỉ lấy cái thân không đó, thì những cái từ những chương trình đó thì em mới có được cái giá ưu đãi tốt hơn so với cái thị trường một chút xíu ha. Còn cái giá của bên hãng đang đưa là 1.190.000 nha anh em. Rồi 950.000 năm con ha, có 4 màu để anh em lựa chọn, xanh vàng, xám đỏ. Rồi ngoài ra thì hiện tại cái con 1385 này nó có combo xám này rất là đẹp nè anh em. Combo xám ha. Combo xám thì bao gồm một thân xám và một pin 2000m xám, và kèm thêm một cục sạc S20. Đó, một bộ như thế này thì giá cho anh em sẽ là 1.350.000. Anh em lưu ý là những cái cục pin mà từ 2A trở xuống anh em nên sử dụng cái sạc S20 hoặc là S25. Anh em không nên sử dụng cái sạc S40 nha. Thực ra sạc S40 vẫn sạc được, nhưng mà do nó gọi là nó nhồi pin nhanh quá nên là có thể là nó sẽ gây hỏng cái xe pin, gây hỏng cái xe pin nha, nên là anh em lưu ý giùm em. Rồi combo như thế này giá là 1.350.000. Cái combo này là combo đáng mua trong cái dịp Tết này, nếu mà anh em nào mà cần sắm một cái bộ combo sử dụng cho gia đình ha.
máy xám, thân xám, máy xám, binh xám nha anh em. 1.350.000 ha. Rồi tiếp tục là em sẽ lên một cái con mà nó sẽ khỏe hơn so với con 1385 một chút xíu, là cái phiên bản kế tiếp của 1385, đó là con 13100 Blood. Đó, hiện tại là ở trên thị trường đang có hai cái phiên bản, ba phiên bản 13100 Blood nha anh em. Phiên bản đầu tiên á, là cái phiên bản máy trong nằm trong cái hộp giấy, máy nằm trong hộp giấy thì nó sẽ không có tay cầm và không có cái thùng nhựa ha. Đó, đây là cái phiên bản mà gọi là rồi phiên bản của con 13100 Blood, đó là nó sẽ có ba phiên bản nha anh em. Nói lại ha, là cái phiên bản mà máy nằm trong cái hộp đựng bằng giấy, thì đối với cái phiên bản mà máy nằm trong hộp giấy thì nó sẽ không có tay cầm kèm theo và không có cái đế. Em cũng không nhớ là không biết có cái đế này hay không nữa, nhưng mà tại vì cái con đó thì hiện tại là em không có nhập về ha, nhưng mà chắc chắn là không có tay cầm và không có hộp đựng bằng nhựa ha. Không có tay cầm này và không có hộp đựng bằng nhựa này, thì giá của nó là 1.200.000 đó, 1.200.000 ha, theo giá của hãng. Nhưng mà hiện tại cái mẫu đó thì em không có nhập về, hiện tại em đang bán cái mẫu là 13100 có đi kèm hộp đựng bằng nhựa như thế này và có kèm thêm tay cầm luôn ha. Và cái bộ này á là cũng là một trong những cái bộ mà anh em có thể sử dụng gia đình rất là ok. Con này thì nó sẽ khỏe hơn so với cái phiên bản 1385 một chút xíu ha. Nhưng mà nó sẽ phù hợp với cho, vẫn là phù hợp cho anh em sử dụng gia đình hoặc là anh em làm công trình, nếu mà xài gia đình thì nó cũng khá là khỏe. Anh em khoan tường đồ nó thoải mái nha. Rồi cái con mà máy nằm phiên bản máy nằm trong hộp nhựa như thế này có tay cầm kèm theo thì giá của nó sẽ là 1.450.000 ha. Nhưng mà em sẽ bán cho anh em trong cái chương trình Black Sale lần này đó là 1.200.000 đồng, tức là nó sẽ bằng giá so với cái con mà chỉ có cái thân máy nằm trong hộp giấy thôi ha. Đó, tức là giá 1.200.000 là bao gồm thân máy nè, tay cầm nè, hộp đựng bằng nhựa nè, chỉ có 1.200.000 thôi nha anh em. Rồi con này thì vẫn là con không ba chức năng, lực của nó là 100 newton ha, motor rootless luôn. Và là con này nó vẫn có chức năng anti kickback nha, anti kickback này, rồi chức năng eco turbo nè, turbo eco nè, rồi chức năng sáng đèn sáng trong vòng 20 phút nè, đó, tức là đầy đủ chức năng nha anh em. Rồi 1.200.000 có kèm thêm tay cầm và hộp đựng bằng nhựa. Thì đối với cái phiên bản này thì em chỉ có màu xanh truyền thống của Deadton thôi nha anh em. Còn đối với những cái màu khác thì giá nó sẽ cao hơn. Đó, giá nó sẽ cao hơn. Riêng màu xanh của Deadton thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá này. Rồi một cái phiên bản mà một cái phiên bản mới hơn của cái con một cái phiên bản khác của con 13100 Blood này á, đó là một cái phiên bản 13100 Blood có tạo xung ha. Có tạo xung thì nó sẽ mắc hơn so với con này là 100.000, tức là 1.550.000. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu mua con tạo xung thì anh em có thể là inbox giùm em để em lên cho anh em ha. Rồi ok. Tiếp tục ha, tiếp tục nó có một cái dòng nữa là dòng lớn hơn con 1310100, đó là con 13120 ha. 13120 GCB. Đó, GCB thì nó chỉ khác so với con Blood, đó là đầu này là đầu Jacob nha anh em. Đầu Jacob thì đầu của Mỹ nó sẽ chuẩn hơn và bền hơn. Thì cái con này nó cũng không có gì giới thiệu hết, nói chung là nó cũng giống như cái hai con kia, ba chức năng, chế độ eco turbo anti kickback đó. Thì cái bộ này giá của nó là 1.740.000, thì em sẽ giảm hỗ trợ cho anh em mức giá là 1.650.000 nha. Rồi tiếp tục ha, đó là một số cái dòng về máy khoan ba chức năng đầu 13 ly ha. Bây giờ tiếp tục em sẽ lên cho anh em đó là những cái con bu lông, bu lông nha anh em. Rồi đầu tiên đó là con bu lông gốc đi. Con bu lông gốc này là bu lông gốc, lực của nó là 90 niêu nha anh em. Lực của con bu lông gốc này là 90 niêu. Đó, mã của nó là M21RW90BL. M21RW90BL ha. Rồi con này là con bu lông không có búa nha anh em. Rồi giá của con này á là 1.190.000. Nhưng mà trong cái chương trình Black Sale thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về cái mức giá là hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.050.000 bu lông gốc ha, 1.050.000 nha anh em. Rồi anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ giùm em để gửi hàng ha. Hoặc là anh em nào cần chi tiết về thông số sản phẩm rồi hình ảnh về đánh giá ABC đó thì anh em có thể inbox giùm em để em tư vấn kỹ hơn. Tại vì khi mà nói chuyện trực tiếp với anh em á thì em sẽ tư vấn kỹ từng mã được ha. Còn bây giờ nó đang rất là nhiều mã, mã nào cũng đi kỹ hết đó, thì sẽ không có đủ thời gian. Rồi một cái con bu lông lực lớn hơn một xíu, đó là con này là con 380 Blood.
Thì anh em lưu ý nè, đối với cái dòng bu lông 380 á, thì nó có tổng cộng là 3 phiên bản nha anh em. Phiên bản đầu tiên là 380N, hiện tại là con đó bên hãng đang hết hàng rồi. Phiên bản thứ hai là 380NCB, đầu là đầu đặc ha, không có cái chỗ mà điều chỉnh chức năng, không có cái chức chỗ điều cái bàn phím để điều chỉnh các cái chức năng bắn bít nha. Còn cái phiên bản cao cấp nhất á, là phiên bản 380 Plus, tức là nó sẽ có là hai cái nút điều chỉnh ha, một bên á là điều chỉnh tốc độ, một bên là điều chỉnh chức năng. Đó, con này là bu lông 2-in-1 ha. Thì đối với con 380 Plus này anh em sẽ phù hợp sử dụng cho, thứ nhất là đối với những anh em nào làm về điện lạnh hoặc là làm về sửa xe. Đó, điện lạnh và sửa xe có thể phù hợp sử dụng con này, tại vì con này là con đa năng, đầu nó là đầu 2-in-1. Đối với anh em điện lạnh á, thì sử dụng con này, ưu điểm của nó là rất là nhỏ gọn, linh hoạt sử dụng ha, có thể bắn bít được, bu lông được luôn. Nhưng mà cái nhược điểm của con này á, thì nếu mà anh em chỉ sử dụng con này để mở lồng giặt á, thì nó sẽ hơi đuối một chút xíu nha anh em. Đó, em thấy có nhiều anh em tư vấn con 380 này đi mở ốc xe 16 chỗ, xe tải, rồi blow la quá trời luôn. Nhưng mà thực ra con này nó sẽ không mở nổi đâu anh em. Nó nhỏ như thế này thì nó chỉ mở được, ví dụ như lồng máy giặt thì nó cũng sẽ mở tạm ok. Rồi hoặc là anh em có thể mở xe máy, thì xe máy sẽ có nhiều con ốc, con này nó cũng sẽ không mở ra. Nhưng mà được cái ưu điểm của con này đó là nó sẽ linh hoạt. Linh hoạt ha, anh em cầm nắm con này sử dụng thường xuyên nó sẽ đỡ bị mỏi tay. Đó, rồi con này giá của nó là 1.190.000. Đó, nhưng mà bên em sẽ chạy trong cái chương trình lắp sale, cái thân máy nằm trong hộp giấy thôi ha. Giá cho anh em sẽ là 950.000 nha, 950.000 cái thân máy 380 Plus này. Rồi, tiếp tục ha. Con này thì anh em làm xe máy, nếu mà anh em có một cái con máy lớn rồi á thì anh em nên sắm một con này nữa, để anh em có thể mở những con ốc nhỏ hoặc là mở những con bu lông nhỏ, bít nhỏ gì đó, nó khá là ok nha. Còn chỉ sử dụng một con này á thì nó hơi đuối, tại vì có một số con ốc anh em sẽ, con máy này nó sẽ không mở ra được. Rồi, một cái con gọi là con quốc dân luôn, bán rất là nhiều, đó là con bu lông IW3550 Pro ha. Thì cũng có nhiều anh em hỏi đặt cái vấn đề là con 550 Pro và con 520 thì con nào sử dụng ok hơn. Rồi về độ mạnh của nó, rồi sự khác nhau của hai con, bla bla đủ thứ hết. Nhưng mà hiện tại là em chỉ bên hãng thì hiện tại là đang bán hai cái dòng song song, nhưng mà đối với bên em thì hiện tại em chỉ bán duy nhất là cái dòng 550 Pro ha, 550 Pro. Còn anh em nào muốn mua 520 thì em cũng có thể đặt hàng, em sẽ vẫn lấy hàng về cho anh em bình thường. Giá của con bu lông 520 là 1.250.000. Thì còn cái con bu lông 550 này giá của nó cũng là 1.250.000 luôn nha anh em, 1.250.000 luôn. Nhưng mà cái con bu lông 550 này hiện tại là em đang nhập theo những cái chương trình combo, nên nó sẽ có cái giá nó sẽ ok hơn, nên là em sẽ có cái chương trình khuyến mãi nó sâu hơn cho anh em một chút xíu ha. Giá bình thường của con này là 1.250.000, nhưng mà đối với anh em đang trong vòng 3 ngày ha, từ hôm nay cho tới hết ngày Chủ nhật, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 990.000 cái con bu lông này, 990.000 nha anh em. Và có 4 màu cho anh em lựa chọn luôn, màu xanh, màu xám, màu vàng, màu đỏ, anh em muốn lấy màu nào cũng được nha, màu nào cũng được. Nhưng mà em vẫn thấy cái màu xám này là một trong những cái màu nó khá là đẹp, màu xám và màu xanh ha, hai cái màu nó khá là đẹp nha. Và phiên bản này, phiên bản đối với phiên bản màu xám á, thì giống như con 1385, thì phiên bản này cái hộp ở trong này nó cũng là hộp bằng nhựa. Còn về độ mạnh này kia mọi thứ thì có một số anh em kêu là con màu xám nó sẽ khỏe hơn, nhưng mà cái này không có căn cứ nha nè. Nên là thực ra con màu xám hay màu xanh hay màu vàng màu đỏ nó đều như nhau hết, nó chỉ khác cái màu thôi. Nhưng mà kiểu như là con màu xám này nó sẽ bắt mắt hơn một chút xíu, nó đẹp hơn một chút xíu, tại vì thiết kế nó màu xám xen với màu cam này, nhìn nó khá là nổi ha. Còn cái màu truyền thống màu xanh đét tông thì có, nếu mà anh em nào mà fan của đét tông thì anh em sẽ thích dùng cái màu truyền thống hơn đó. Thì con bu lông 550 này là một trong những con mà gọi là bán chạy nhất trong những cái tháng vừa qua ha. Và cái giá của nó thì hiện tại cũng đang có cái sự hỗ trợ của từ hãng, giá cũng đang khá là tốt đó. Hiện tại là em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 990.000 từ hôm nay cho đến hết ngày Chủ nhật nha. Nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ để mua. Con này thì anh em có thể làm xe máy khá là ok, hoặc là anh em nào mà ví dụ như xài cá nhân nha, xài cá nhân thì vẫn có thể sử dụng con này để làm ô tô, để ví dụ như anh em đi xe 4 chỗ 7 chỗ gì đó thì có thể bỏ theo con này để anh em vặn. Nhưng mà thực ra lực vặn con này thì nó cũng phải là hoàn toàn nó mở ra tất cả các căn ốc của xe 4 chỗ 7 chỗ, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được. Đảm bảo được nha anh em. Đó, nên là anh em mà đi xe 4 chỗ 7 chỗ thì có nhiều anh em ghé mua thì mấy ảnh cũng không có yên tâm là có mở được hay không. Thì em vẫn cho anh, để cho mấy ảnh lấy về, mấy ảnh về anh test thử. Ok thì mấy ảnh lấy, còn nếu mà không ok thì nhiều, có nhiều anh đem lại anh đổi nâng cấp lên cái phiên bản là 850. Đó. Rồi, con này thì lực của nó là 550 N nha anh em.
nó có rất là nhiều chức năng ha, nhiều chức năng ở đây, một búa, hai búa, ba búa gì đó tùm lum hết, auto stop, auto slow gì đó. Anh em nào mà mua mà anh em muốn chi tiết thì anh em có thể inbox giùm em sẽ gửi clip hướng dẫn cho anh em nha. Rồi màu xám ha, phiên bản màu xám, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 1.250.000 giảm cho anh em còn lại 990.000 nha anh em. Màu xám rất là đẹp ha, màu xám rất là đẹp luôn á. Rồi tiếp tục ha, tiếp tục là một cái con bu lông lớn hơn nữa. Bu lông lớn hơn đó là cái con bu lông 850 Pro. Đó, 850 Pro. Cái con phiên bản 590 thì hiện tại em không có ở đây. Tại vì em thấy con 590 hiện tại là nó xem giá với con 850 nên là em sẽ ưu tiên bán 850 cho anh em, lực cho nó lớn hẳn luôn. Tại vì còn con 590 thì nó sẽ đâu đó nó sẽ xem với con 550. Nó lực nó cũng không có chênh lệch với 550 bao nhiêu hết. Nên là lên con 850 nó cũng sẽ ok hơn ha. Rồi, đối với con 850 thì nó sẽ có hai màu nha anh em, màu xanh và màu xám ha. À, phiên bản màu xám nó có cái dây đeo nè, có móc treo rồi. Rồi cái con màu xám thì nó cũng sẽ, nó 850 thì nó sẽ nặng hơn nha, nó nặng hơn thì chắc là trong ngày mai hoặc ngày mốt gì đó em sẽ làm một cái phiên bản là cân tất cả các cái máy của Deadton để cho anh em biết cái trọng lượng của nó như thế nào, để anh em, nhiều anh em thì sợ về cái độ nặng thì anh em có thể so sánh cho nó dễ. Rồi con bu lông 850 EW 850 Pro ha. Con này lực siết của nó là 850 niêu nha anh em. Nó cũng có chức năng auto stop, auto slow. Rồi lực nó rất là khủng ha. Đối với con này thì anh em có thể sử dụng để mở xe ô tô hoặc là làm xe máy cũng được luôn. Con này làm xe máy nó vẫn rất là ok ha. Anh em làm xe máy mà mua con 850 này kết hợp với một con bu lông nhỏ nữa, ví dụ như con bu lông 380 là quá tuyệt vời luôn. Đó, tại vì con này thì chuyên mở ốc lớn, còn cái con kia thì nó sẽ mở ốc nhỏ ha. Hoặc là anh em nào làm ô tô thì cũng có thể sử dụng con này. Ô tô, làm ô tô bán hoặc là xe bán tải cũng có thể sử dụng con này để mở được. Đặc biệt là những anh em nào làm về cứu hộ cứu nạn á, hoặc là anh em làm sửa chữa xe di động á, đó thì anh em có thể chọn cái con này để anh em làm, tại vì lực nó lớn hơn nên là anh em có thể là thoải mái trong vấn đề mà sử dụng. Rồi con này thì giá của những anh em đang bán trên thị trường đâu đó nó sẽ rơi vào, con này thì hiện tại luôn hãng họ chưa có cái giá mà gọi là giá bán lẻ cho cái thân không nha, hiện tại là chỉ có bán theo combo thôi. Và em thấy có một số anh em cũng bán lẻ cái thân này với giá đâu đó khoảng tầm 1.800.000 đến 1.900.000 ha, 1.800.000 đến 1.900.000. Nhưng mà hiện tại em sẽ hỗ trợ cho anh em về cái mức giá đó là 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng nha. Con bu lông 550 này thì nó sẽ có hai màu cho anh em lựa chọn là màu xám và màu xanh, nhưng mà cái giá này thì em cũng chỉ áp dụng cho đến hết ngày chủ nhật thôi nha anh em, hết ngày chủ nhật tuần này. Còn nếu mà sau đó thì cái giá nó thì em sẽ không có đảm bảo giữ được cái giá này nha, nên là có nhiều anh em liên hệ sau một vài ngày liên hệ, hoặc là sau một tuần liên hệ, hoặc là sau một tháng liên hệ lại alo tại sao ở trên clip nói báo cái giá này, hôm nay tôi mới coi rồi tại sao anh báo giá này, giờ anh báo giá này thì cũng rất là khó hơn. Tại vì cái chương trình khuyến mãi của hãng thì nó sẽ có sự thay đổi theo cái thời gian đó, đặc biệt là nhiều khi hôm nay anh mới mua cái con này đúng không, mới mua ví dụ như mới mua cục sạc S20 này đi. Đó, bữa trước mới bán giá 50.000, hôm nay bên hãng họ có chương trình họ bán về giá 20.000 đi chẳng hạn. Đó thì cũng phải chấp nhận thôi anh em, tại vì thực ra là chương trình của hãng khi mà họ đưa ra thì bên em cũng không có nắm trước được thông tin. Đó nên là khi nào hãng có thông tin thì về những cái chương trình thì em sẽ chạy theo những cái chương trình đó cho anh em nắm ha. Còn ví dụ có rất là nhiều trường hợp là anh em mới mua hôm nay xong, ví dụ mới mua hôm nay giá của nó là 1.000.000 xong, hôm sau lại cũng chính bên em luôn, bán giá còn có 900.000 nè. Thì những cái này thì anh em thông cảm hỗ trợ giùm. Tại vì cái này là chương trình của hãng, nhiều khi những cái đó thì em cũng không có được lợi thêm một cái khúc nào hết. Tại vì những cái mà em đã nhập của hãng rồi á, thì cái giá em vẫn phải chấp nhận cái giá đó. Đó, ví dụ như những cái mà hàng tồn đi chẳng hạn, hàng em còn đang tồn, ví dụ đối với cái cục sạc này đi chẳng hạn. Giả sử bình thường em nhập giá là 200.000 đi, nhưng mà ngày hôm sau thì hãng có chương trình giảm giá xuống còn 150.000, em đang còn tồn hai cái thì em cũng phải chấp nhận cái giá 200.000 thôi, chứ đâu biết kêu ai đâu. Nên là những anh em nào mà gặp cái trường hợp giống như em đang nói thì anh em cũng thông cảm ha. Vui vẻ, có thể là đợt sau mình sẽ canh những cái chương trình khuyến mãi tốt hơn mình để mình mua đó, hoặc là nhiều khi mình mua được cái giá hôm nay, mua được giá tốt, hôm sau giá nó lại tăng lên thì cũng đâu có biết được nha. Rồi ok, rồi đó là những cái con bu lông của Deadton. À, và hiện tại là em có một con bu lông cực lớn, cái con là 1750 newton, cốt của nó là 3/4 ha, nhưng mà nó to quá em để trong góc kia em chưa có, không có lôi ra. Thì bữa trước em có lên một cái clip á thì em có báo là sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 4.050.000, chỉ có một con duy nhất thôi, đến hôm nay vẫn chưa bán được. Nên là nếu anh em nào mà có nhu cầu mua con bu lông bự chà bá đó thì anh em có thể liên hệ giùm em, giá chỉ có 4.550.000 thôi nha, con bu lông 1750 newton. Rồi tiếp tục qua hết bu lông thì anh sẽ qua cho anh em cái dòng chiên vít.
Chiên bích thì hiện tại là có hai dòng ha, hai con nha, con 230N. 230N thì cái phiên bản mà gọi là cái dòng mà dòng nó hơi to này, hơi to một xíu. Đó, đầu này nó tròn ha. Đó, con cái đu tròn như thế này. Con này thì lúc trước giá của nó là 890.000 nha, 890.000, nhưng mà cái đợt Tết này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 650.000. Thì hiện tại là cái con này nó chỉ có màu, em nhớ không lầm thì nó có màu vàng này, màu đỏ, màu xanh bốt và một cái màu nâu. Đó, chỉ còn 4 màu thôi. Anh em nào muốn mua thì anh em có thể liên hệ giùm em, giá là 600.000. Và nó chỉ còn 4 màu như vậy nha. Lực của nó là 230 Newton nhân mét nha. Và con này cũng là motor rootless luôn nha anh em. Motor rootless luôn ha. Cái vít chuẩn vít này nó vẫn là chuẩn vít ngắn và chuẩn vít dài đều được. 3 cấp số. Đó. Rồi 650.000 nha anh em. Anh em nào mua thì anh em có thể liên hệ giùm em. Rồi một cái con chiên vít xịn hơn. Đó là con chiên vít 250NCB. Thì con này gọi là con là cái phiên bản thay thế của con 230NCB nha. Thì đối với hai phiên bản 250 này á, thì cái lực, thứ nhất là cái lực nó vặn nó tăng lên, cái thứ hai tốc nó cũng tăng lên luôn. Đó, cái đầu vít nó cũng sẽ là chuyển thành đầu vít càng nhanh. Nhưng mà anh em lưu ý nè, sử dụng con 250NCB này nó sẽ có hai cái vấn đề. Hai cái vấn đề này là hai vấn đề không thể khắc phục được nha anh em. Nên là anh em đã chấp nhận mua thì anh em sẽ chấp nhận hai cái tồn động này. Chứ có nhiều anh em mua xong con này về liên hệ xong anh ơi cái đầu này xài nó nóng quá, con này nó bị lỗi rồi, đổi con khác. Thì cái này em không thể đổi được, tại vì nếu mà em có đổi cho anh con khác á thì cái đầu nó cũng bị nóng như vậy thôi, nó không có thay đổi gì hết á, cái đầu nó vẫn nóng. Tại vì cái này là cái vấn đề muôn thở của cái con 230, từ 230 lên tới 250 rồi, con này chạy một xíu thì cái đầu này nó sẽ ấm một xíu ha. Và em có hỏi bên hãng rồi, cái đầu này nó nóng thì nó có bị ảnh hưởng gì hay không, thì bên hãng họ có báo là không sao đâu, cứ xài đó. Nên là anh em cứ yên tâm xài, và rất là nhiều anh em đã sử dụng và chấp nhận cái việc nóng đầu như vậy rồi ha. Nên là không có vấn đề gì hết, đặc biệt những anh em mà chưa từng xài qua những dòng này và chưa có tìm hiểu về cái máy đế tông thì anh em cũng nên nắm cái điều này nha, đầu nó nóng bình thường nha, không vấn đề gì hết. Rồi cái mà vấn đề tồn động thứ hai của con 250NCB này đó là cái đầu nó sẽ bị hơi đảo ha. Đây để em lấy cái mũi vít em gắn cho anh em coi. Ok, bộ mũi vít đâu hết rồi. Mũi vít mà, mũi vít Milwaukee á. Đây. Rồi, ở đây em sẽ gắn thử cái mũi vít Milwaukee cho anh em coi nè. Mũi vít gắn thử một cái mũi mà size ngắn và size tầm trung cho anh em coi ha. Thì nó sẽ có cái đảo nha anh em. Nó đảo chứ nó không thể nào mà nó chuẩn được ha. Vít càng nhanh nè. Đó, nó sẽ đảo như thế này nè. Cái mũi này thì nó sẽ đỡ đảo hơn một chút xíu nha. Mũi này mũi là mũi 9 phân ha. Thì thực ra là ở trên mạng trên YouTube á cũng có rất là nhiều anh em giải thích về cái việc mà tại sao cái đầu chiên bích nó lại bị đảo ha, nó lại bị đảo. Thì anh em có thể nhìn thấy nè, nó đảo là do hai nguyên nhân nè. Cái đầu này là đầu gài đúng không? Đầu này là đầu gài nè. Thế nên là khi anh em gài vào á thì cơ bản nó sẽ có một cái lực lắc như thế này rồi. Cơ bản là nó đã có một lực lắc như thế này, nhưng mà bởi vậy khi anh em gắn cái mũi dài vô thì cái trọng lượng cái đầu này nó sẽ hơi chú xuống hơn. Nên là nó lúc mà nó xoay nó sẽ tạo ra một cái lực ly tâm. Nó tạo ra một cái lực ly tâm nên chắc chắn là nó không thể nào mà nó đồng tâm được. Đó, còn khi nào muốn đồng tâm á thì ví dụ như anh em sử dụng những con mà khoan đầu đầu qua chấu á, đầu kẹp á, đầu kẹp 13 ly á thì anh em siết lại thì nó rất là cứng. Lúc đó anh em siết lại là đầu nó đâu có lắc nữa đâu. Còn đối với con chiên vít anh em gài vào mà, gài vào thì chắc chắn nó sẽ có độ hở đâu đó, có độ hở ở đây. Đó nên là nó sẽ có một cái độ rơ nhất định nha anh em. Một cái độ rơ nhất định thôi. Nhưng mà cái này thì nó sẽ có phần gọi là chấp nhận trong đó được. Đó, có tức là anh em vẫn sử dụng được. Và đặc biệt đó là khi anh em mà bắn vào cái vật liệu á thì nó sẽ gọi là nó sẽ giảm bớt cái độ rung ha, nó triệt tiêu bớt cái độ rung này. Đó, ví dụ như này đi. Nó bắn vào cái vật liệu thì nó sẽ giảm bớt cái độ rung như thế này. Nên là cái vấn đề này thì cũng sẽ không khắc phục được ra nha anh em. Nên là anh em nào chấp nhận với vấn đề đó thì anh em sẽ xài con chiên vít này. Còn nếu mà thấy hai vấn đề này nó khó giải quyết đối với mình quá thì anh em đừng nên mua. Tại vì anh em có mua về á thì nó cũng sẽ bị lắc như thế này. Và nhiều anh em không chấp nhận được cái việc đó thì lại anh em lại cứ yêu cầu đổi tới đổi lui thì rất là tốn thời gian. Tại vì cái này đó là vấn đề tồn tại luôn rồi. Tồn tại của cái máy này. À. Rồi con này thì giá của nó là 1 triệu cái phiên bản màu xanh nha anh em. Cái máy nằm trong hộp hộp giấy ha. Cái máy nằm trong hộp giấy thì giá của nó là 1.190.000. Đó, hôm nay thì hỗ trợ cho anh em về mức giá là 890.000.
890.000 ha, giá từ hôm nay cho đến hết ngày chủ nhật. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em chốt nha. Rồi tiếp tục lên một cái con máy khác đi. Đó là hai con chiên bít. À, bây giờ sẽ lên tiếp cho anh em là cái con gì đây? À, lên tiếp cho anh em máy mài. Rồi máy mài thì nó sẽ có đối với con 250 NCB là nó có thêm một cái phiên bản màu xám nữa, em quên mất. Phiên bản màu xám nó có thùng đựng bằng nhựa như thế này ha. Thì đối với phiên bản màu xám thì giá của nó cũng là 1.190.000, nhưng mà em sẽ hỗ trợ cho anh em về cái mức giá là 1.050.000 ha. Cũng áp dụng từ hôm nay tới chủ nhật thôi, 1.050.000 đối với phiên bản màu xám và 890.000 đối với phiên bản màu xanh. Rồi tiếp tục là em sẽ lên cho anh em là máy mài thì hiện tại là Detong họ còn hai mẫu thôi anh em. Mẫu này là mẫu AG100CB ha, AG100CB, và mẫu thứ hai đó là AG100 Pro. Thì cái mẫu AG100 Pro là cái mẫu mới nhất của Detong hiện tại, và cái phiên bản này là phiên bản nâng cấp của cái con AG100S. Nếu mà anh em nào mà gọi là fan của Detong, trước giờ đã xài Detong nhiều, thì anh em nói về mã AG100S thì anh em sẽ biết ha, gần như là nó giống tới 90% của con AG100S. Nó chỉ khác là nó sẽ thêm cái chức năng anti kickback thôi, tức là chức năng chống đá ngược và chức năng rơi máy tự ngắt. Rồi còn cái con này thì là con AG100CB, gọi là con thân compact rất là nhỏ gọn nha. Thì mỗi con nó sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau nha. Bây giờ anh sẽ phân tích cho anh em luôn nè. Đối với con AG100CB này á, thì thân nó rất là nhỏ gọn ha, nên là anh em việc cầm nắm sử dụng rất là thoải mái nha, tay nhỏ tay lớn đều cầm thoải mái hết. Rồi ưu điểm thứ hai á, giá của nó rất là rẻ, sẽ rẻ hơn so với con này. Rồi ưu điểm thứ ba á, là độ mạnh của nó không thua kém con này ha. Đó là ba cái ưu điểm của con AG100CB. Rồi còn nhược điểm của con AG100CB á, đó là thân nhỏ. Ưu điểm nữa là nó tiết kiệm năng lượng nha anh em, tiết kiệm năng lượng ha. Rồi còn cái nhược điểm của nó thì cái thân nhỏ nó nên là anh em xài thì gọi là cái độ ổn định và độ bền của nó cũng sẽ không có cao bằng so với con lớn này. Đó, cũng như là cái máy nó cũng sẽ nhanh nóng hơn ha. Đó thì là cái nhược điểm của con AG100CB này thôi. Còn đối với con AG100 Pro thì cái ưu điểm của nó là cái gì? Thứ nhất là thân nó cầm rất là chắc tay nha, thiết kế bọc cao su nè, rất là đẹp ha, nó cầm rất là đã nè. Rồi cái thứ hai á là con này tóc của nó, cái nó có thêm chức năng là ví dụ như kẹt đĩa thì tự ngắt hoặc là rơi máy tự ngắt. Đó là hai chức năng mà tích hợp vào. Cái thứ ba á, là anh em nào làm công trình á, thì anh em nên sử dụng con này, đó nó sẽ ok hơn. Rồi về cái mức giá ha, về mức giá con AG100CB nhỏ gọn này giá là 950 ha, nhưng mà em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 750.000. Còn đối với con AG100 Pro này á, thì giá của nó là 1.090.000, em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 970.000. Anh em lưu ý giá này em chỉ áp dụng cho đến hết ngày chủ nhật tuần này nha anh em. Còn sau ngày chủ nhật thì anh em có thể liên hệ lại, thì em sẽ có thể báo lại cái giá ha, có thể bằng hoặc là cao hơn hoặc là thấp hơn gì đó. Còn nếu mà anh em mua trong cái giai đoạn từ hôm nay tới ngày chủ nhật thì cái giá nó sẽ là cái giá em đang báo trên đây. Rồi hai con này nó đều có ba cái cấp tốc độ nha anh em, tương ứng với là 4.000, 6.000 và 8.500 ha, tốc nó khá là cao. Rồi ok. Rồi thêm một cái nữa nè, cái này là cái đèn ha, đèn D5000LM. Cái đèn này thì bữa giờ bán em bán rất là nhiều luôn, và em nói thiệt cái đèn này rất là tuyệt vời nha, rất là tuyệt vời luôn. Trong những cái mà Detong thì nó về tổng cộng là ba cái đèn ha, một cái đèn chân D21, một cái đèn 360LM và cái đèn này là đèn cuối cùng, đèn 5000LM. Thì cái đèn này rất là đã anh em. Em có test về cái thời gian sử dụng của nó nha, độ sáng rất là ổn định luôn. Có tổng cộng là ba cái cấp độ sáng cho mình và bốn cái nhiệt độ màu. Đó tức là anh em có thể chọn màu vàng hoặc là màu sáng hơn xíu hoặc là trắng xanh luôn cũng được. Và đặc biệt là cái độ tiết kiệm pin của nó. Một cái đèn này ha, em test trực tiếp luôn, chính bản thân em test nha, chứ không phải là hãng test rồi hãng báo lại em lấy thông số từ hãng đâu. Bản thân em test luôn. Một cục 4A Plus ha, 4A Plus, pin mới 100%, sạc full pin luôn. Cắm vào đèn sáng ở mức độ thấp nhất ha, độ sáng trắng nha, ở mức độ sáng thấp nhất thì nó xài được tổng cộng là 18 tiếng ha, liên tục luôn nha, liên tục 18 tiếng đồng hồ. Đó nên là anh em có thể là lấy con này về xài khá là ok. Còn về một số cái thông tin, ví dụ như em thấy có một số cái thông tin về cái độ sáng của đèn này á, là có nhiều bên thì họ báo là cái mức sáng
khoảng 9 tiếng. 9 tiếng thì nhưng mà 9 tiếng đối với cục pin 4A nhưng mà nó không đúng đâu anh em. Chắc chắn là nó sẽ sáng được 18 tiếng nếu mà anh em xài ở mức độ thấp nhất và cái cục pin là mới 100%. Còn ví dụ nếu mà pin của anh em pin 4A mà nó hơi cũ hơn xíu thì em nghĩ nó sẽ sáng đâu đó cũng phải được tầm 15 tiếng đồng hồ liên tục nếu mà ở độ sáng thấp nhất nha. Đó, còn em là em test cái cục pin 4A Bluetooth mới 100% thì nó chạy được là 18 giờ đồng hồ liên tục. Rất là kinh khủng, nó vượt ngoài cái mức tưởng tượng của em luôn. Tại vì lúc đầu thì em nghĩ nó sẽ sáng đâu đó khoảng tầm 9 tới 10 tiếng thôi. Em nghĩ là nó sẽ sáng được 9 tới 10 tiếng thôi, không nghĩ là nó sáng kinh khủng như vậy. Nhưng mà sau khi test xong thì vỡ òa luôn. 18 giờ nha anh em, 18 tiếng liên tục á. Còn ở cái cấp độ sáng thứ hai và thứ ba thì em chưa có test nên là em không có thông tin ở đây. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà cấp độ thứ hai, thứ ba thì nó cũng sáng ít nhất là đâu đó nó phải rơi, ví dụ như cấp độ thứ hai đi, nó cũng sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm 12 tiếng. À, còn đối với cấp độ thứ ba thì em nghĩ nó cũng phải được 8-9 tiếng. Nên là con này đáng mua. Giá 750.000, em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 650.000 nha. Đèn D5000LM. Ai cũng nên sắm một cái cây này ha, nếu mà anh em đã có pin sạc rồi. Cây này để ví dụ như thường anh em có thể làm những cái buổi tiệc buổi tối ở ngoài trời. Cây đèn này rất là hữu quả luôn, cái độ sáng nó tỏa rất là kinh khủng anh em. Nói chung là anh em mua về đi, bảo đảm là không thất vọng đâu. Và giá nó cũng hợp lý nữa ha. Rồi tiếp tục là em có một cái con này. Con này là con hút bụi nha anh em. Con hút bụi 4V của Detong. Đó, DV1. 8V chứ, DV1 nha anh em. Thì con này nó sẽ bao gồm, nó có hai cái bộ lọc luôn. Con này nó vẫn được tặng tặng cho một cái bộ lọc như thế này ha. Và đi kèm trong máy nữa có một cái bộ lọc nữa, tổng cộng là hai bộ lọc. Rồi giá của cái con này á thì là 450.000 và em sẽ có được 15 bộ ha. 15 bộ em sẽ hỗ trợ cho anh em giá là 260.000. 260.000 cái con máy này. Và anh em lưu ý là hôm nay là nó đã đi đâu đó khoảng tầm gần chục bộ rồi ha. Chỉ còn đâu đó khoảng tầm 5-7 bộ gì nữa thôi. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể mua ha. Cái con máy hút bụi này á thì anh em có thể hút ở đâu? Rồi anh em nhìn thấy nè. Đây là cái chổi của nó ha. Gắn vào như thế này thì nó có cái đầu chổi này, rất là hay ha. Anh em có thể vừa chà vừa hút. Ở trong những cái khe nè, cửa sổ nè, hoặc là trên bàn học nè, bàn phím nè, trong ô tô nè, vừa chà vừa hút rất là hợp lý ha. Và sử dụng cái cáp sạc là cổng sạc Type-C USB luôn. Đó, cái này mà ví dụ như anh em nào mà có con nhỏ, ví dụ con học lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó, hoặc là học lên tới đại học luôn cũng được, anh em có thể mua cái con này để trên bàn học. Để cho ví dụ mấy bé vừa học ở những cái khe bàn hoặc là trên bàn phím có máy tính nữa thì mấy bé có thể hút trong này. Đó, hút xong rồi sau đó thì đem vệ sinh lại đi đổ thôi. Đó, rất là lợi nha, rất là hữu ích nha. Hoặc là anh em nào mà làm việc văn phòng cũng vậy. Làm văn phòng ở trên công ty á, thường bàn nó cũng sẽ có bụi rồi, những cái khay cái kệ đó nó có bụi thì anh em cũng có thể sắm con này để anh em hút ha. Rồi, 450.000 giảm còn 260.000. Còn đâu đó khoảng chưa tới chục con nha anh em. Chưa tới chục con ha. Thì con này anh em khi nào hết thì em sẽ thông báo cho anh em. Đó, hết thì em sẽ báo hết ha. Đó, con này thì rất là ok anh em, giá nó quá rẻ đâu, quá rẻ ha. Rồi ok, ngoài ra thì em có thêm một số cái món đồ chơi cũng khá là hay ha. Ở đây là bộ mũi vít của Milwaukee ha, nó sẽ có 3 size nè. Size này là size dài nhất nè, rồi size trung nè và size ngắn ha, 3 size này. Đó, những cái bộ này thì bữa giờ anh em cũng mua rất là nhiều. Đây là size ngắn nhất nha. Size ngắn nhất là size 5cm ha, 5cm. Giá của cái mũi vít này là vít đầu 6.35, còn cái đầu này là đầu BS2 nha anh em. Nó độ cứng nó gấp 50 lần so với cái mũi bình thường. Rồi giá của một cái mũi 5cm như thế này là 20.000. Rồi bộ cái mũi 9cm á là giá là 40.000. Và cái mũi này là mũi 15cm ha. Giá của nó là 60.000 ha, 60.000. Và anh em mua một cái bộ combo 3 mũi như thế này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 90.000 ha. Bộ 3 mũi giá 90.000 thì em nghĩ là anh em xài gia đình thì nên sắm một cái bộ combo này để anh em có thể xài. Đó, thoải mái luôn, có 90.000 thôi anh em. Rồi, thêm một cái nữa là em có cái bộ mũi khoan của Bose luôn. Bộ này là bộ mũi đa năng ha. Bộ mũi đa năng tức là anh em có thể sử dụng nó để khoan tường nè, khoan gỗ, khoan sắt, khoan gạch được luôn. Chỉ với một cái mũi này thôi nha. Và ở đầu mũi nó sẽ gắn một lớp cạc bay ha. Cái lớp cạc bay đó là lớp rất là gọi là rất là cứng ha. Thì anh em khoan nó sẽ hiệu quả hơn.
Rồi cái nữa là cái mũi nó sẽ thiết kế đặc biệt, nó sẽ giúp định tâm tốt hơn luôn đó. Thì đối với cái mũi này á, thì anh em có thể sử dụng ở chế độ búa nếu mà anh em khoan tường, nhưng mà chắc chắn ở trong đó là nó sẽ không có kim loại ha, thì anh em sẽ sử dụng chế độ búa được. Còn đối với nếu mà anh em không biết ở trong đó nó có kim loại hay không thì anh em nên sử dụng chế độ khoan bình thường đó. Tức là con này nếu mà khoan tường thì anh em sử dụng được cả hai chế độ luôn, chế độ búa hoặc là chế độ không búa đó. Thì nếu mà sử dụng chế độ búa nó sẽ nhanh hơn ha. Chứ nhiều anh em hỏi à, nếu mà sử dụng hai chế độ vậy tự nhiên nó làm ra để làm gì ha, nó sẽ khác nhau nha. Nếu mà anh em nào muốn khoan nhanh thì anh em sử dụng chế độ búa, còn anh em nào mà khoan muốn khoan bình thường thôi anh em sử dụng chế độ khoan bộ sắt bình thường là anh em khoan tường vẫn được luôn. Mũi này rất là hay ha. Rồi giá của bộ mũi này đó là 290.000, nhưng mà khi anh em mua cái combo cho gia đình ha, bao gồm một cái mũi khoan đa năng này, một cái bộ ba mũi vít như thế này, thì nguyên combo như thế này giá của nó sẽ là 380.000, em sẽ bao ship cho anh em nha. Đó, một bộ như thế này 380.000 bao ship ha. Rồi tiếp tục là em sẽ có một cái con máy này, hôm qua giờ em bán rất là nhiều, ngày nào cũng đi được vài con ha, ngày nào cũng đi được vài chiếc hết. Đó là cái con máy cắt đa năng lưỡi hợp kim. Đây, con này là bá cháy bồ chét luôn anh em. Con này mã nó là DKCN210. Thì cái phụ kiện đi kèm nè, hồi sáng giờ có nhiều anh em hỏi là cái phụ kiện đi kèm của con này là cái gì, mà bữa giờ em không có lên chi tiết ha. Rồi phụ kiện đi kèm con này nó sẽ có một cái eto kẹp, có một cái eto kẹp như thế này nha anh em, một cái eto kẹp như thế này ha, để anh em giữ cái vật liệu nè, một cái túi để anh em đựng bụi, nhưng mà túi này túi dởm lắm, không xi nhê gì đâu. Rồi ở trong này nó sẽ có một cái cặp chỗ the, một cái đồ mổ lưỡi và hai viên pin và một cái ke nha anh em, một cái ke để góc ha. Đó là những cái phụ kiện của con máy này. Rồi chi tiết của con máy đây, đây là chi tiết của con máy ha, em sẽ review chi tiết thực tế luôn cho anh em coi. Rồi chi tiết thực tế của con máy ha, dây điện là dây điện dài 5m. Đây, dây điện dài 5m thì anh em có thể thoải mái sử dụng luôn ha. Dây 5m nha anh em, thì rất là dài ha. Rồi cái thứ hai nữa nè, cái thứ hai là đối với con này thì anh em có thể là xoay được cái bàn cắt ha, bàn cắt anh em có thể xoay được nè. Ở trên này nó sẽ có một cái nút để anh em khóa cái bàn ha. Còn ví dụ anh em muốn xoay thì nhớ tháo cái khóa đó ra để anh em xoay ha. Đây, xoay bàn cắt thì nó sẽ giúp được cho anh em cái gì, cắt góc rất là nhanh. Đó, ở bên này nó sẽ có một cái vạch chia nha anh em, cái vạch chia ha, vạch chia độ cắt. Ví dụ anh em muốn cắt 30 độ, 40 độ, 50 độ đó, anh em cứ để bên này, xoay cái bàn tới vị trí phù hợp, rập xuống nè là được ha. Đó, rất là hay nha. Rồi cái ưu điểm thứ hai nữa là anh em có thể cắt vát ha. Khi mà cắt vát thì nhớ khóa cái bàn cắt lại. Cắt vát là anh em mở cái nấm ở bên này ra, rồi vát xuống ha, vát xuống như thế này, rồi dập xuống, tức là cắt xéo anh em, cắt xéo cái vật liệu á, rất là hay ha. Nên là đối với con 210 này cái ưu điểm đó là anh em có thể cắt góc rất là nhanh chóng luôn, cắt góc rất là nhanh chóng ha. Đó, rồi thêm nữa cái nữa là con này nó sẽ có thêm cái đèn laser, để chỗ này nó có một cái laser này để nó chiếu ha, nó chiếu rõ cái đường cắt đó, anh em dập xuống cắt rất là dễ. Thì đi kèm theo nó sẽ là cái lưỡi của này là lưỡi hợp kim ha, lưỡi hợp kim, lưỡi đa năng hợp kim, tức là nó sẽ cắt được gỗ này, cắt được sắt này, cắt được nhôm này, đa năng luôn. Rồi khả năng cắt của con này thì nó chỉ cắt được sắt từ 48 đổ lại nha, 48 hoặc là 4 vuông, 3 vuông gì đó là cắt được ok hết. Nhưng mà sắt 50 trở lên là cắt không được nha anh em, sắt 50 sẽ không cắt được, anh em lưu ý giùm. Rồi con máy này giá là 1.750.000, thì hiện tại em đang sale cho anh em cái số lượng chỉ có 20 chiếc thôi ha. 20 chiếc thì hôm nay đi đâu đó khoảng tầm hình như là 5-7 chiếc gì rồi đó, chỉ còn đâu đó khoảng tầm hơn chục chiếc nữa thôi. Giá của con này chỉ còn có 1.500.000 đồng ha, 1.750.000 giảm cho anh em còn lại 1.500.000. Anh em lưu ý giá này là chưa bao gồm phí ship nha, giá này là em bán tại cửa hàng. Nếu mà anh em nào mà ở tỉnh gì đó thì sẽ thêm phí ship là 50.000 nữa đó. Tức là anh em ở tỉnh thì cái giá mà ship tận nơi luôn là 1.550.000, còn anh em ghé cửa hàng lấy thì giá của nó là 1.500.000. Rồi con này con cắt đa năng nha, nó sẽ phù hợp với ai? Phù hợp với thứ nhất là những anh em nào làm về DIY, làm trong nhà, muốn cắt những cái đồ nhỏ nhỏ để làm chế cháo ABC đó, rất là phù hợp. Tại vì con này cắt đa năng mà, gỗ cũng được, sắt cũng được, nhôm cũng được. Rồi đối tượng thứ hai đó là những anh em thợ nhưng mà hay di chuyển đi, cần một con máy để bỏ lên xe chở đi chỗ này chở đi chỗ kia ABC đó, lượm con này rất là nhỏ gọn ha, cắt góc cũng đa được, rồi cắt vát cũng được,
ok ha. Đó thì đây là cái con mà gọi là em bán hôm qua giờ bán rất là nhiều, và cái số lượng hiện tại cũng còn không có nhiều nha anh em. Cái giá này cực kỳ ưu đãi rồi, nên là anh em nào mà đang có nhu cầu thì anh em có thể tham khảo và anh em mua. Rồi vừa rồi thì em giới thiệu cho anh em những cái con máy mà đang có nằm trong cái chương trình last sale của đợt này ha. Thực ra thì nó còn thêm một số con nữa, ví dụ như con cắt đa năng CS05BL thì em vẫn hỗ trợ cho anh em mức giá ưu đãi là 1,1 triệu ha. Rồi thêm một số mã nữa anh em, nên là anh em nào mà cần nhu cầu cái con máy gì á thì anh em cứ liên hệ vào cái số hotline ở góc phải màn hình giùm em, số 0903 899 016 ha. Thì nếu mà gọi em không được á thì anh em cứ nhắn Zalo thì em sẽ trả lời. Rồi nếu mà anh em nào muốn coi sản phẩm thực tế thì anh em có thể đến tại cửa hàng tại địa chỉ là 596 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức để anh em có thể là tham khảo ha. Hoặc là anh em cần mua thêm những cái món gì đó thì anh em có thể ghé anh em mua luôn. Bên em thì mở cửa giờ hành chính từ 8 giờ cho tới 17 giờ 30, nhưng mà những cái khung giờ mà nó hơi trễ trễ xíu á, ví dụ như anh em đến vào lúc khoảng tầm 17 giờ á thì anh em cũng gọi trước giùm em ha, tại vì có nhiều hôm thì em sẽ về sớm đó, nên là anh em lưu ý giùm em. Rồi thì chắc là chương trình hôm nay nó chỉ bao nhiêu này thôi, và anh em lưu ý là chương trình này nó sẽ áp dụng từ ngày hôm nay cho đến hết ngày chủ nhật tuần này ha, như chủ nhật là ngày 22 sao đó. Đó nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ mua giùm em. Rồi cảm ơn anh em, thì anh em nào mà thấy video này nó hay và ý nghĩa thì anh em cho em xin một like ha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh để có thể là tiếp tục theo dõi cái kênh và có thể là xem được những cái video chất lượng hơn hoặc là những cái chương trình tốt hơn từ dụng cụ hình gia. Rồi cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.